Trước đó, nhiều quan chức cấp cao của Nga đã lên tiếng kêu gọi quân đội nước này tiến hành các vụ tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine sau vụ việc hai UAV phát nổ tại Điện Kremlin mà Moscow cáo buộc Kiev là chủ mưu. Những quan chức này đều đề xuất tiến hành những đòn tập kích trả đũa nhằm vào cá nhân Tổng thống Ukraine Zelensky khi yêu cầu quân đội tập kích tên lửa vào dinh thự của ông tại Kiev. Đứng sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng kêu gọi cả hai bên kiềm chế để không làm tình hình khu vực căng thẳng hơn. Về phía Mỹ cho biết, hiện không có đủ bằng chứng để chứng minh những tuyên bố của Nga về vụ tấn công. Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng lên tiếng khẳng định, Washington không khuyến khích hay giúp đỡ Ukraine thực hiện các vụ tấn công bên ngoài lãnh thổ. Nga tấn công thẳng vào sở chỉ huy, phá hủy khí tài trước cuộc phản công của Ukraine. Nga hiện đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine sau khi thủ lĩnh lực lượng Wagner tuyên bố Kiev đã bắt đầu chiến dịch phản công của họ. Ngày 5 tháng 5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov thông báo, các lực lượng Nga đã tấn công các sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội Ukraine. Các sở chỉ huy của Lữ đoàn Sơn Cước 128, Lữ đoàn Cơ giới 54 và Trung tâm lực lượng đặc nhiệm của quân đội Ukraine đã bị tấn công. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ, lực lượng tác chiến, chiến thuật, không quân, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 103 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, quân nhân và khí tài quân sự ở 118 khu vực của Ukraine. Theo tướng Konashenkov, các lực lượng Nga đã kiểm soát hai khu vực đô thị và liên tục tấn công các lực lượng Ukraine ở phía tây thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Tại khu vực này, các đơn vị lính dù của Nga liên tục cản trở các nỗ lực phản công của quân đội Ukraine từ hai bên sườn. Chỉ trong một ngày, máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện đến 6 lần xuất kích và pháo binh của lực lượng tác chiến phía Nam đã tấn công 57 mục tiêu trong khu vực để hỗ trợ các đơn vị tấn công. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã loại bỏ khoảng 255 binh sĩ Ukraine ở mặt trận Donetsk trong 24 giờ. Ngoài ra, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 6 phương tiện cơ giới, 2 lựu pháo D-20 và 1 hệ thống pháo cơ giới cũng đã bị phá hủy tại khu vực này. Các lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn của Lữ đoàn Cơ giới số 54 của quân đội Ukraine. Tại mặt trận Kherson, phía Nga tuyên bố có tới 35 binh sĩ Ukraine, 6 xe cơ giới, 1 pháo cơ giới và các khẩu pháo D-30, Msta đã bị phá hủy do hỏa lực của Nga. Trong 24 giờ, các lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 9 tên lửa của các hệ thống pháo phản lực phóng hoạt Uragan, đồng thời phá hủy 14 máy bay không người lái của Ukraine. Tổng cộng, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 416 máy bay chiến đấu, 230 trực thăng, 3.949 máy bay không người lái, cùng với 421 hệ thống tên lửa đất đối không, 8.967 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.095 hệ thống rocket phóng loạt, 4.728 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 9.949 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Các cuộc tiến công của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đã bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn. Ông Trùm Wagner cho biết, Ukraine đã huy động số lượng binh sĩ và vũ khí không giới hạn. Nga ném bom xuyên bê tông, san phẳng căn cứ của Ukraine tại Kherson. Quân đội Nga đã ném loại bom xuyên bê tông FAB-500 vào căn cứ của Ukraine tại khu vực Kherson. Ngày 3 tháng 5, trang Avia Pro đã đăng tải một đoạn video, trong đó ghi lại cảnh máy bay chiến đấu của Nga ném bom xuyên bê tông vào một căn cứ của quân đội Ukraine tại Kherson. Theo đó, một vụ nổ dữ dội đã được ghi nhận sau khi quả bom của Nga đánh trúng mục tiêu. Theo Avia Pro, căn cứ trên là một kho đạn cùng một điểm tập trung quân sự lớn của Ukraine tại Kherson. Toàn bộ căn cứ này đã bị san phẳng sau vụ nổ. Một số chuyên gia quân sự ước tính, quân đội Ukraine có thể đã mất từ 100 đến 150 tấn đạn dược và vũ khí sau các màn tập kích của Nga ở Kherson. Thời gian gần đây, quân đội Nga đã liên tục sử dụng bom xuyên bê tông để tập kích các vị trí đóng quân của Ukraine. Theo giới quan sát, việc sử dụng bom FAB-500 nhằm duy trì cường độ và uy lực của các đợt tấn công từ quân đội Nga trong bối cảnh kho tên lửa hành trình có độ chính xác cao của nước này đã cạn kiệt. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng, việc sử dụng những loại bom có khả năng tấn công chính xác như loại bom này đã được quân đội Nga tính toán kỹ lưỡng nhằm mục đích tấn công xuyên phá các công sự vững chãi của Ukraine. Trước đó vào ngày 26 tháng 4, máy bay chiến đấu của Nga đã ném 2 quả bom FAB-500 vào vị trí đổ bộ của quân đội Ukraine tại khu vực phòng tuyến tả ngạn sông Dnipro ở Kherson. Sau vụ tấn công này, toàn bộ nhóm đổ bộ của Ukraine cùng các trang thiết bị chiến đấu đã bị phá hủy. Chốt vượt sông của Kiev bị san phẳng. Qua đó, Nga loại trừ nguy cơ về các cuộc đổ bộ tương tự trong tương lai. FAB-500M-62 được thiết kế như một quả bom phá mảnh, Loại vũ khí này thường được sử dụng để tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, các điểm trung chuyển đường sắt, thiết bị bọc thép hạng nhẹ và sinh lực của đối phương. Với khả năng tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau như Su-27, Su-30, Su-34, Su-24 hay MiG-29, bom này có thể bay khoảng 15 km sau khi thả từ độ cao từ 570 đến 12.000 m. Tốc độ khi chạm đất của bom có thể lên tới 1.900 km/h, cho phép nó tăng cường sức xuyên phá, từ động năng khi va chạm với mục tiêu. Kherson là một trong 4 tỉnh tại miền đông và miền nam Ukraine sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11, quân đội Nga đã phải rút khỏi thành phố Kherson tại tỉnh miền nam Ukraine này để bảo toàn lực lượng trước các đợt tấn công dồn dập từ Kiev. Sau quyết định rút lui, quân đội Nga đã khẩn trương xây dựng tuyến phòng thủ tại khu vực tả ngạn sông Dnipro với sự tham gia của nhiều đơn vị lính dù và vệ binh quốc gia tinh nhuệ. Phòng tuyến này sẽ là chốt chặn đầu tiên của Nga nhằm ngăn quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky tiến sâu hơn vào khu vực bán đảo Crimea ở miền nam Ukraine. Nga cáo buộc Mỹ đứng sau vụ tấn công Điện Kremlin. Mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra cáo buộc trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 5, nói rằng Washington nên hiểu rằng Nga biết rõ họ đang lựa chọn mục tiêu và Ukraine chỉ đang thực hiện các kế hoạch của Mỹ. Ông không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố về sự liên can của Mỹ. Ukraine trước đó đã phủ nhận liên quan đến sự vụ xảy ra vào đầu ngày 3 tháng 5. Một đoạn video cho thấy hai vật thể bay tiếp cận Điện Kremlin và một vật thể phát nổ với ánh sáng chói. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Peskov nói với báo giới: "Nỗ lực bác bỏ điều này, cả ở Kiev và Washington, tất nhiên là hết sức lố bịch. Chúng tôi biết rất rõ rằng quyết định về những hành động như vậy, về các cuộc tấn công khủng bố như vậy, không được đưa ra bởi Kiev mà là ở Washington. Và tất nhiên, Kiev đã làm những gì họ được bảo phải làm." Ông cáo buộc Mỹ thường chọn cả mục tiêu để Ukraine tấn công, lẫn phương tiện để tấn công các mục tiêu đó. "Những việc như vậy cũng thường được ra lệnh từ bên kia đại dương. Chúng tôi biết rõ chuyện này. Ở Washington, họ phải hiểu rõ rằng chúng tôi biết chuyện này." Điện Kremlin cho biết họ có quyền trả đũa, nhưng không cho biết việc này có thể diễn ra dưới hình thức nào. Theo ông Peskov, Nga có một số lựa chọn, và phản ứng trong tương lai sẽ được cân nhắc, cân bằng cẩn thận. Ông cho biết một cuộc điều tra khẩn cấp đang được tiến hành, nhưng không thể nói khi nào có kết quả. Kiev và Washington không lập tức bình luận về cáo buộc mới nhất của Điện Kremlin. Cũng liên quan đến sự việc này, mái vòm cung Thượng viện thuộc Điện Kremlin ở Moscow đã bị hư hại một phần sau vụ nổ UAV. Bức ảnh do hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ chụp sau vụ nổ ngày 3 tháng 5 ở khu phức hợp Điện Kremlin cho thấy một số vết cháy trên mái vòm của cung Thượng viện cũng như một tấm kim loại dường như được che lên phần mái bị hư hại. Các khu vực xung quanh, trong đó có cả cầu thang sơn xanh dẫn lên nóc tòa nhà, không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Giới chức Nga chưa công bố chi tiết về hư hại trên mái cung Thượng viện cũng như các công trình lân cận trong khu phức hợp Điện Kremlin ở Moscow. Điện Kremlin cho biết một số mảnh vỡ rơi xuống đất sau vụ nổ, song không làm ai bị thương.